mọi người nha. Sáng hôm nay mình sẽ thu cá vô nhà của mình mọi người ơi. Đây là cái vuông nhà mình mọi người. Rồi tối mình sổ nước vậy nó cạn rồi. Vuông này là vuông nuôi tôm nha. Nhưng mà có một cái là cá vuông vuông mình nhiều quá mọi người ơi. Bây giờ mình thu cá cho nó sạch cá đang mình thả tôm cho nó hiệu quả nha mọi người. Sáng giờ ba mình với anh hai mình đi tạt thuốc rồi, bây giờ mình ngồi mình chờ đợi giờ cá chạy lú đặng mình đổ thôi nha mọi người. Rồi mà mọi người các bạn cùng đồng hành bữa nay với mình thu cá nha mọi người. Rồi bắt đầu mình chờ đợi nha, chút mình sẽ đổ rồi mình quay cho mọi người xem nha. Rồi xuất hành đi đâu lú nha mọi người, nãy giờ thu cá cũng cả 2 tiếng hồi rồi, giờ cá cũng chết rồi nha mọi người. Chết chết mà thích cũng chưa hết. Bây giờ mình đổ nhiêu được nhiêu nha mọi người. Giờ đây anh hai mình nha. Chào mọi người, tất cả mọi người ơi. Mắc cỡ mọi người ơi. Rồi, giọt nha. Con cá còn sống rồi. Cá còn sống mà. Chưa đâu, nó còn thấy con chạy lai gai. Thấy con chạy thịt thịt. Rồi, mình với anh hai mình sẽ bơi cái xuồng này đổ nha mọi người, vòng vô luôn. Lúc này ít chạy đến chút về đổ thôi. Đây mọi người, cá đói chết nha mọi người. Ngoài đây con, đây con nè. Đây, cá đói. Nó còn chạy nhóc trơn nè. Cá nâu nha mọi người. Bà ba cá nâu luôn, chà ba nện luôn. Cá chưa chết hùng mọi người ơi. Tạt bưng nữa. Lại đây qua đó vớt cá chẽm nha mọi người. Đây hả? Kìa qua anh đó kìa. Đây cá chẽm nha mọi người. Họ. Chà bá luôn nha. Con này cũng cỡ cái ngoài nha. Bỏ xuống. Xù anh hai ơi. Bữa ăn. Dạ. Chà bá luôn. Đây con cá cháo nè mọi người. Đây con cá cháo nữa nè. Chà bá luôn. Chà bá luôn nha mọi người. Ngang ngang ngang.
được không, cắt giảm nào hết trơn. Bà kia mình cầm cái thuyền này hay chưa? Cò không? Cò đậu trắng hết trơn mọi người. Này mình vừa đó mình vừa mò luôn mọi người ơi. Mò cá chẽm. Chứ sợ mấy cá chẽm nó chết nó dưới lòng mương nó sình đó mọi người. Nãy giờ đậu cũng mệt quá, đậu được nãy giờ cũng nhiều đây mọi người. Đó. Còn cá cháo nè. Vết cá đối, cá phi. Này. Ba cá chẽm nha mọi người. Con bao này là ba con rồi nè. Ba cá chẽm ba. Cái này là ba con rồi. Bắt đầu mình tới cái lúa mình đổ mình quay cho người xem nha. Rồi, đổ thấy lúa dày nha mọi người. Đổ. Thấy hai ba con cá chẽm ở trong lúa rồi mọi người, thấy trắng trắng không? Hai cá chẽm trong lúa luôn. Ho. Nóng rồi đây. Hai. Con cá chẽm nha. Đây. Còn ăn lụm cá chẽm. Ba con. Ta lấy cá chẽm anh hai. Trời ơi, luống gạch rồi nè, trắng rồi nè. Ba với em hoặc ba lấy cá chẽm đi. Đổ vô. Ba cá chẽm luôn nha mọi người. Còn sống. Mảnh dính vậy. Sợ nó trắng màng rồi thương lái ta không mua. Bốn con nha mọi người. Hugo nha mọi người. Yeah.
này là phải cái lưới cuốn này là mình đặt phải cục cục chút chứ, dài quá cá chẽm nó vô hết. Chúng cá chẽm rồi mọi người ơi, vô rồi, con khúc này không làm 6 con rồi, ba mình với anh hai đang bắt đẳng 2 con nữa kìa. Hồi nội sình lúng quá trời mọi người, thấy trước này nè, thấy trước còn nhóc chân xuống ăn ban cá đó mọi người, thấy chưa? Rồi cá ngát nữa hả? Rồi từ từ tới xử nó luôn, con cá ngát phía trước nữa mọi người ơi. Đó, đang nằm cục đen xì trước đó, nó nữa mọi người ơi, chẽm nữa rồi. Hôm nay dù mình năm nay trúng cá chẽm luôn rồi mọi người ơi, bởi vậy thả tôm nhiều có chứ ăn lụi gũi chân, ăn gũi mỉnh chân. Dạ đó, chẽm nè mọi người, qua đây bắt cá ngát. Ừ, thả lấy vợt cá ngát này, thua rồi ba, chạy xuống luôn rồi, chạy xuống luôn rồi, không dám mò nó đâu, cá ngát mò cái là... Dạ không thôi để xịn mơ chân. Mò dính cá ngát luôn nha mọi người, văng văng sợ cá ngát nè, mò dính cá ngát luôn nha, cá ngát hồi nãy mình thấy đó. Ghê nha, ghê ghê nha. Thôi đó luôn, đợi đúng rồi, nước này kiếp mình nha. Vô nó ai vậy? Vô, đã dữ rồi hả? Trời ơi, tao nó 30 con á. Phải vậy con nói cá chẽm dữ lắm mà. Chẽm nổi nè. Còn cá chẽm nữa mọi người ơi, dính vào đăng gian luôn nha, bữa nay là thiên đường cá chẽm luôn rồi, còn cá chẽm không. Anh qua đi em đẩy, em đẩy khóa khóa đặt, em đẩy 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 qua cái không đủ rồi, thiên đường cá chẽm luôn mọi người ơi. Nãy giờ là một con này con thứ 11 rồi. Rồi tiếp tục mọi người, thấy lú mình quay cho mọi người xem, còn mò này mò cá chẽm nữa gây gớt thì nó tùm lum hết, gỡ anh hai chín con nữa nghe mọi người, cả bá luôn, quá trời ơi. vô cá chẽm thế này cũng rẻ gầy mọi người ơi. đây nữa mọi người, vô lưới nè, đó. Dính sẵn chỗ lưới luôn nha mọi người, ghê thiệt chứ, thằng gian cái mà lỗ nhỏ nhỏ vậy mà sẵn chỗ luôn nha mọi người, vô rồi, đầy tay càng con. Bao luôn. Nó dính nữa rồi mọi người ơi, cá chẽm nữa rồi, vô nữa rồi. Nó đó bay, nãy nó chạy quần quần đó. Đây, hàng luôn mọi người, có hàng nữa rồi. Một bao rồi đó nha. Đó. Sơ sơ thôi bay, chút về gửi lại chứ tay mình quào quào vô nó xước giống mang à. Giờ nữa mình thấy ai. Anh hai với ba mình đang gãi cá chẽm nữa kìa. Đó, thấy chưa? Nên mình kéo xuống tới. Có con kìa, trên trắng 5 con nha. Cái này nó
Để gặp mé đây đi. À, xuống nè. Nó đây xuống ra anh đây bỏ cá chém vô. Đây bắt cá chém này. Lúng quá lúng. Sống sống. Ui, ghê vậy. Rồi. Mạnh quá. Chưa thấm thuốc. Dạ. Dậy quá mọi người. Rồi. Vậy là nó thua nó rồi đó. Còn nữa hả? Lá nha. Dậy quá. Để lưu dày nữa mọi người, mình đổi cho mọi người xem. Đây, nãy giờ mình đổ dùng vô trong chuồng nha mọi người. Nãy giờ mới đổ nửa bên này được nhiêu cá này nha mọi người. Bao cá chẽm luôn, chà bá luôn. Rồi, bắt đầu đổ tiếp mọi người ơi. Thấy không? Cá ngát, cá chẽm, cá nâu, cá đói luôn hết. Đây, hai con đó nha mọi người. Nãy ba mình với anh hai mò hơn trước á. Hai con nữa mọi người. Rồi bỏ vô này. Bỏ đó con hả ba? Vậy là ba con. Ba con mọi người. Cá này con 1 ký ngoài 2 ký không mọi người. Đây rồi cái đây cái thôi. Dạ. Tắm nước quá coi. Mày đổ luôn. Đổ con cho con nha. Gì ba? Đổ cá này vô đây ha. Ừ. Thấy bao kịp lâu bên đây ta mà rác nước thôi. Ngã đầu quá, ngã qua đây nè, ngã về bên cá anh hai. Ừ, ngã trên bên cá. Tắt nước xuồng nha mọi người.
trắng trắng rồi ở lít lú nữa mọi người, chắc Hugo cách chẻm nữa mọi người, Hugo nữa. Đây, mọi người nó nè mọi người, đây nằm trong lưới luôn. Để mình đổi cho mọi người xem nha. Lũ này tôi không biết nhiều con. Chỗ này đặt lấy chỗ ngã tư nữa. Tìm con rồi đó. Mới chết luôn, còn sống. Lật qua đây, lật đây. Quá trời có bao cá chém. Đây con lên mé, lên mé nằm luôn à. Dưới nước không chịu nằm, lên mé nằm luôn nha mọi người. Nằm luôn. Vô bao luôn. Bao luôn nha mọi người. Chút về mình nè. Cho mọi người xem thành quả của cá bữa nay của mình nha. Tới lưu dây nữa nha mọi người. Dở cho mọi người xem nè, chạy vậy nè. Thấy không mọi người? Nóng lạnh luôn không? Thấy cá đói không nha. Quá trời luôn rồi, cứng ngắc luôn. Nãy giờ mình đổ không được nhiêu đây nha mọi người. Gần đầy một xuồng luôn rồi. Đó. Mình đổ mọi người. Xuồng luôn rồi. Cá đói với cá chẻm nhiều mọi người, chứ không có cá phi. Bây giờ có cá chẻm, cá phi nó bị cá chẻm ăn hết trơn rồi. Bá ngon này, kho lạc hết sảy. Thấy không, thấy ba mình với anh hai đang mò trước nha. Mình đổ cái lú này mọi người ơi. Rồi đổ cho người xem, không biết có chạy cá đâu mà không biết, biết nhiều không. Vô nữa mọi người ơi. Đây con cá chẻm nữa nè. Chứ con cá chẻm nữa mọi người. Cá bá luôn. Cá này bự luôn quá nè. 2 kg ở ngoài à. Mọi người thấy không? Hết hồn cá mọi người. Đây, đây được mấy con cá chẻm nữa. Đó. Ba mình với anh hai mò trước nè mọi người. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con mọi người, 5 con. Báo con luôn á, 5 con luôn, nằm dưới 1 con đó mọi người. Con cá chám. Cá chám luôn. Bá nện. Rồi tới nhà mọi người ơi. Đầy một xuồng luôn. Đầy một xuồng cá luôn nha. Vậy tới chạy nha mọi người. Được nhiêu đây mọi người ơi. Đó là bao cá chẻm luôn nha. Đó giờ là bên đó nữa nè mọi người, bên đây nữa nè, đây xuồng nữa nha mọi người. Bây giờ đợi thương lái lại mình căng thôi, kéo bà cá chẻm lên cái mới được mọi người.
thuốc cá lên cái gì? Kéo lên rửa mấy cá chẻm nè. Hai rồi. Bà với Hải. Trời, tao để dưới tao rửa đi rồi tao thảy lên từ con. Đấy, cái đổ qua cái sọt cá nó ép ấy. Rửa mang kìa. Ừ. Nó rửa rồi rửa sao. Đây mọi người cá chẻm nha. Cá chẻm đây nha mọi người. Đầm nào cũng chết. Rồi video mình tới đây kết thúc luôn mọi người ơi. Mọi người hay nhớ hay thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh và đăng ký kênh mình để xem những video tiếp theo nha. Cũng nhiều cá chẻm lắm, 40 con gì đó. Như đây với xuồng mình nha, với bên đó nữa nha mọi người, bên đó cũng có nha cá chẻm nữa.